Châu ơi, mình là Trung. Hôm nay mình tiếp tục quay càng cao để cho mọi người lựa chọn nhé. Mọi người cố gắng xem kỹ ngoại hình và nghe mình mô tả và đọc về kích thước của càng cao. Mọi người lựa chọn nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ mình số điện thoại bán hàng là 0786 55 55 99 nha mọi người. Trước tiên, cái thứ nhất. Dán cái tay mình, nó ghi tay nó vào đây. Cái này càng Olympic nha mọi người, càng Olympic. Cái này dòng khoan này. Đấy, khoan còn đẹp nha mọi người. Khá là ngon. Cái này Olympic Made in Korea nha mọi người, Made in Korea. Con này thì dài 2m4, thu vào ngắn nhất của nó là 88 cm, đường kính của cái đầu con này đó là 2,2 ly nha mọi người, 2,2 ly. Đường kính của cái đầu cây nó 2,2 ly. Cái số 1. Số 1. Số 1 nha mọi người. 450.000. Số 1 450.000 nha mọi người. Ok, cái số 2. Cái Ryobi Made in Korea. Này. Giờ 21. Đây, dòng khoan của nó đây. Không đẹp nguyên luôn. Cái này thì nó dài 2m1, thu vào ngắn nhất của nó là 66 cm, đường kính của cái độc trên cùng á là 1,6 ly nhé. Cái này cái số 2. Số 2. Cái này mình bán 330.000. 330.000 Ryobi nha mọi người, Ryobi Made in Korea. Tiếp theo cái này. Cái của hãng NFT nha mọi người, NFT. Đấy. Đây. Cái này bị mắc một cái đọt trên cùng rồi nha mọi người. Mắc cái đọt trên cùng rồi. Móc một đoạn trên cùng, còn từ cái đoạn này thôi nha mọi người. Đấy, còn từ cái đoạn này thôi. Cẩn cẩn chứ còn nói gì vậy. Dưới này cũng bị mắc trong cái đế sâu rồi, người ta cũng keo rồi. Cái này mắc mắc cái độc tay nha mọi người. Hiện tại nó đang dài là 1 feet
1m7, thu vòng ngắn nhất của nó là 35cm, còn mình đo luôn cái đọt chỗ nó là 3 ly nhé. Cái này cái số 3. Và cái này mình bán 150.000. Cái này 150.000 nha mọi người. Tiếp theo, đây là cái thứ tư. Tư nha mọi người. Đấy. Made in Korea. Cái này thì cái khoang đầu của nó bị mất rồi. Đấy, khoang đầu của nó bị mất rồi nha mọi người. Còn khá là đẹp nha mọi người. Đấy. Con này dài 3m4, thu vào ngắn nhất của nó là 1m, đường kính của cái đọc trên cùng của nó là 0,9 ly. Nó thì đẹp, nó chỉ có bị thiếu là thiếu mất một cái khoang đỉnh này thôi, thiếu một cái khoang đỉnh này thôi nha mọi người. Đấy. Con này con số 4. Số 4 này mình bán 300 nha mọi người. Số 4, 300. Tiếp theo đây, số 5. Đây. Số 5, con Suzumi. Đấy. Đấy, nó cũng bị mắc cái khuyên đọc đỉnh này. Không có khuyên độc đỉnh nhau rồi. Còn mấy khuyên dưới này thì ok hết. Đấy, khuyên dưới ok. Này. Cái này thì dài. Cái này dài 2m1 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó là 74cm. Còn 74cm. Còn lại cái độc đỉnh của nó có đường kính là 0,8 ly. 0,8 ly nha mọi người. Cái này cái số 4. Còn số 5 chứ. Số 5. Đây là số 5 nha mọi người. Số 5. Cái này bán 200. Số 5 200 nha mọi người. Tiếp theo cái này Realme này. Nhá. Realme. Cái này nó bị gãy cái gì rồi đây mọi người, để coi thử nè, đọc của nó vẫn còn này, cận cảnh nó dễ biết. À đây, nó bị gãy một cái ống này, nó gãy một cái ống cuối này nha mọi người, này gãy cái ống gần gần cuối này, kế cái đầu á bị gãy thế này. Mình vẫn nhát vào đây nhé. Đấy, ngắt vào đây luôn. Đấy. Khoang vẫn ok. Ok nha mọi người, khoang vẫn ok. Chỉ có là nó bị gãy chỗ đấy thôi. Mọi người về có cách xử lý nào, xử lý cái chỗ đấy. Đấy. Xử lý cái chỗ đoạn mà đọc đó giùm mình nha. Đấy. Nó cần khá là ngon mà tiếc quá là nó bị gãy chỗ đấy. Đấy, cái cần là dài 4m8, thu vào ngắn nhất của nó là 87cm. Đường kính của cái đọc đỉnh là 1,1 ly. Cái này cây số 6. Cái này bán 250.000. Đấy, số 6 250.000. Cho mọi người về sửa lại nhé. Tiếp theo cái số 7 này.
Giờ khoan lại của nó này. Ok. Chỉ có một cái này bị nứt này. Đấy. Cần này dài 3m6, dài 3m6, thu vào ngắn nhất của nó là 1m05 nha mọi người, 1m05cm. Cái đường kính của cái đọt trên cùng là 2,6 ly. Cây này cây số 7. Cây này bán 540.000 nha mọi người. Số 7, 540.000. Số 7 540.000 nha mọi người. Số 7 540.000. Tiếp theo là cây số 8. Là đông bao và mới khoan luôn. Bị nứt một cái khoan này nha mọi người. Đấy, sứ thì trong này vẫn còn. Một cái khoảng nằm trong bao luôn, nước sơn rất là mới. Cây này dài 2m7 nha mọi người, thu vào ngắn ngắt là 1m. Đường kính của cái đọt đỉnh của nó là 2,4 ly. 2,4 ly nha mọi người. Cây này cây số 8. Cây này bán 400. Số 8 400 nha mọi người. Tiếp theo cái số 9, cái này nhãn hiệu NFT này. NFT này. Cái này là cần đơn nha mọi người, cần đơn có kim loại bọc cái đầu để cho nó khỏi nứt vỉa này. Cái này nó có bị bể chỗ này, người ta đúc vào người ta dán lại này. Đúc vào người ta dán lại nhé. Đấy. Ồ, dưới này rằng rằng, dưới này có carbon không vậy? Đây. Rồi. Cái cần này dài 4m. Tại thì đúng cỡ của nó là dài 4m rưỡi, nhưng mà nó bị gãy bể nên người ta hàng người ta dán lại thì còn có 4m, thu vào ngắn nhất là 1m nhé. Đường kính của cái đầu đỉnh của nó là 1,6 ly. Cây này cây số 8, số 9 chứ, cây này cây số 9. Cái này bán 250.000.
số 9, 250 nghìn nhưng mà cái số 10 này. Cái này rất là ngắn gọn luôn. Số 10 càng đai qua nha mọi người. Số 10 càng đai qua. Đấy, nó cũng bị tụt mất cái khuyên đọc trên cùng rồi. Đấy. Đấy. Càng này dài 1m6, dài 1m6 mọi người. Dài 1m6 thu vào ngắn nhất là 43 cm. Đường kính của cái đọc trên cùng nó là 1,6 ly nhé, 1,6 ly. Đấy. Mình quay video rất là khuya rồi nên là mình cố gắng là nấu nhanh cho mọi người nhé. Cây này cây số 10. Cây này bán 250. 250 nghìn mọi người. Tiếp theo cây này hàng đơn. Cây này dài 4m rưỡi, thu vào ngắn nhất của nó là 99 cm. Thu vào ngắn nhất là 99 cm. Đường kính của cái đọt đỉnh của nó là 0,7 ly nha mọi người, 0,7 ly. Đấy. Cái này con số 11 là nó 300 nha mọi người. Số 11 300. Con 8 kg nè bình. Dễ gói tí đó, mình để nằm nữa luôn đi, không biết có khi mình để nằm nữa gói luôn. Tiếp theo cái cần này, cái cần hai đoạn nha mọi người, hai đoạn đây. Mọi người về cột máy khoan này, khoan thì còn nhưng mà nó bị bung nhợ chỗ này nè, mọi người về cột lại, lấy dây nhợ cột lại nhé. Đấy, khoan thì vẫn còn nguyên nhưng mà về mọi người phải cột lại cho nó bị bung. Đào này nó cứ gắn chung cá ăn nó kêu này. Đấy, hai đoạn nha mọi người. Đấy. Này về vệ sinh mấy cái chân đút vào để cho nó sạch, đút vào cho nó dễ dàng nha. Cần này á, hai đoạn dài 1m65, 1m65. Thu vào ngắn nhất của nó là 85 cm. Đường kính của cái đọt đỉnh là 2 ly nha mọi người, 2 ly. Cái này cái cần số mấy rồi ta, số 12. Cái này cái số 12, cái này bán 200. Số 12 200 nha mọi người. Tiếp theo cái cần số 13. Cái này thôi mình cũng không gỡ ra làm gì. Cái cần này cũng hai đoạn nha mọi người. Cần này hai đoạn. Đấy, cần này hai đoạn nha. Đấy, này. Nói luôn. Mấy cái khuyên của nó vẫn còn nguyên nha mọi người. Mình coi đây nè. Khuyên của nó vẫn còn nguyên. Đấy. Dây này mình cột và mình bó lại thôi nha mọi người. Khuyên của nó vẫn còn nguyên nha mọi người. Ngoại hình còn khá là đẹp. Đấy. Chỉ có cái dưới cái dây nhợ nhìn nó hơi bẩn bẩn thôi, dòng nước sơn rất là đẹp nha mọi người. Đấy, cây này dài 1m rưỡi, thu vào ngắn nhất của nó là 86 cm nha mọi người. Đường kính của cái đọt đỉnh của nó là 0,9 ly. Cái này số 13. 13 con này bán 230 nghìn nha mọi người.
Ok, cái này. Đấy. Cái này cũng hai đoạn luôn. Hai đoạn, 2 phút. Đấy. Cái khoang của nó vẫn còn nguyên nha mọi người. Khoang vẫn còn nguyên. Đấy. Như khoang này thì khách sau nếu bị tập kiên nhận người ta không cọc vào người ta dán keo nè. Đấy. Ngoại hình ok. Con này như chất liệu là nhựa cứng hay sao? Nhựa tổng hợp. Nó cứng cáp nha mọi người. Đấy. Cây này là cây số 14. Cây này dài 1m6, thu dài 1m6, thu vào ngắn nhất là 85cm nha mọi người. Đường kính của cái độc đỉnh á là 2,4 ly, 14. Con này bán 250.000. 250.000 nha mọi người. Tiếp theo, dỡ cái này ra xem con gì đây. Ồ. Oh. Bạn quán quấy nha, bạn cân mà cứ con. À. Mới chuẩn luôn. Con này đai qua nha mọi người, đai qua, cần đai qua. Đây. Đây. Cái cần này à, để mình tháo ra. Này. Dàn khoan nó còn mới toanh luôn rồi. Này. Đấy. Cần rất là mới. 98%. Này. Dài 2m4 nha mọi người. Cái cần đai hoa này dài 2m4, thu vào ngắn nhất là 90cm. Còn cái đường kính của cái đọt đỉnh của nó là 0,8 ly. Mới. Được nằm trong bao nữa, bảo vệ nước sơn vẫn còn mới. Cần này cần số 15. Ồ, 15 này đúng. 15. Cần này nó 330.000. 15, 330.000 nha mọi người. Bà vải này tính ra nó đỡ xước cái sơn đi. Nhìn nó còn mới. Tiếp theo là cái này. Rồi, lại một cái rất là mới. Suzumi. Cái này nó cũng bị mắc một cái, nó bị gãy cái khuyên đọt đỉnh rồi nha mọi người. Gãy cái khuyên đọt đỉnh rồi. Còn lại những khuyên kia thì còn đẹp, mức mờ. Tiếp quá. Đây, con này dài, cây này dài 2m1. Thu vào ngắn nhất của nó là 74cm. Đường kính của cái đọt đỉnh là 0,8 ly nha mọi người. 0,8 ly. Cái này cái số 16. Cái này bán 200. 16, 200 nha mọi người.
thêu, thêu nó bốn cây cần carbon này. Đây, cái đầu tiên. Đây này. Đây cũng rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây. Cần carbon nha mọi người. Đấy. Khoan của nó này, mới trần, không bị bể gãy gì luôn. Đây mọi người, sợi carbon. Cái cần carbon này dài 5m4, dài 5m4 nha mọi người. Thu vào ngắn nhất của nó là 1m03. Cái đường kính của cái độc đỉnh là 1 ly. Đường kính của độc đỉnh là 1 ly nha mọi người. Đấy. Đây là full đồ, không bị lỗi nhé. Cây này cây số 17. Cây này bán 900. 17 900 nha mọi người. Này để xỏ cước vào nhau này, giống như cái kim này, mình xỏ cước vào đây cái mình lâu một phát là nó đi qua hết mấy cái khoang này luôn. Đấy, rất là nhanh. Mười bảy 900 nha mọi người. Cái cần Ryobi. Ryobi made in Korea nha mọi người. Ryobi made in Korea. Đây, cần carbon Ryobi made in Korea. Cái này thì lại mắc một cái khuyên đỉnh nha mọi người. Khuyên đỉnh. Đấy, gãi mất cái khuyên đỉnh. Tiếc quá. Carbon. Dài 4m5, thu vào ngắn nhất của nó là 1m03. Đường kính của cái độc đỉnh của nó là 0.9 ly nha mọi người. 0.9 ly. Kính của độc đỉnh 0.9 ly. Cây này cây số 18. 18 này. Bán 600. 18 600 rồi. Tiếp theo cây số 19. Cần hai đoạn này. Carbon đó, nhưng mà cũng không rõ lắm nên mình cũng không dám chắc nhé. Đấy. Không được luôn, để coi đây. Cái cần này carbon nha mọi người. Đấy, carbon này. Đấy. Cần này hai đoạn này, hai đoạn. Khoan đầy đủ nha mọi người, khoan đầy đủ. Còn đẹp luôn, đẹp mức mờ luôn.
Đây. Cái gần này dài 2 mét, thu vào ngắn nhất của nó là 1m05. Đường kính của độc đỉnh của nó là 0,9 ly. Cây này cây số 19. 19 nha mọi người. Cái này bán 500. 19, 500 nha mọi người. Tiếp theo cái này. Đây. Cần carbon Shimano nha mọi người. Cần carbon Shimano. Cần này còn rất là đẹp nha mọi người, khoan luôn, đẹp nữa. Đấy, không bị lỗi gì hết á, không bị lỗi gì hết. Nha mọi người. Cần Shimano carbon. Cái này dài 2m55, thu vào ngắn ngắt của nó là 0 feet. Thu vào ngắn ngắt của nó là 90cm. Cái đường kính của cái độc đỉnh là 1,6 ly nha mọi người, 1,6 ly. Shimano. Cái này cây số 20. Cái này mình bán 650.000 nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mua hàng thì liên hệ số điện thoại bán hàng giùm mình là 0786 55 55 99. Cảm ơn mọi người rất nhiều.